Nhà thuốc Đông y Khương Chờ thảo dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc để chữa bệnh yếu sinh lý cho cả nam giới và nữ giới các bạn nhé. Cây này có tên là cây sung các bạn ạ. Sung thì có rất là nhiều loại, sung mật, sung muỗi, sung nếp. Đây là cây sung mật các bạn nhé. Cây sung mật và cây sung muỗi là một cây mọc hoang dã ở nhiều nơi cả miền Bắc, miền Nam và đồng bằng không cứ miền núi các bạn nhé. Cứ nơi nào mà gần bờ ao, bờ sông là nơi nó hay mọc các bạn ạ. Và nhiều người trồng ở bờ ao làm bóng mát cho cá và để cái quả rơi xuống cho cá ăn các bạn nhé. Nhưng ít người biết đến quả sung để làm thuốc yếu sinh lý các bạn nhé. Các bạn nhớ này, quả sung này người ta thường là làm thuốc yếu sinh lý cho cả nam cả nữ các bạn ạ. Cây sung làm cây gỗ to, lá mọc so le, có cuống dài ở phần ở cuống lá nhé. Đây phần ở cuống lá các bạn nhìn này, phần ở cuống lá này, hình bồ dục này, hình bồ dục thuôn dài hình lưỡi mác, cả hai mặt lá đều không có lông, mép không có răng cưa, cây sung rất là nhiều nhựa các bạn nhé. Trước hết tôi giới thiệu các bạn một bài thuốc cho phụ nữ nhé, phụ nữ mới sinh này mà đẻ ra ít sữa các bạn nhé. Các bạn lấy cái lá sung tật này về tần gà nhé, tôi giới thiệu luôn này, lá sung tật một nắm, ý dĩ một nắm, đỗ tương một nắm, kỳ tử một nắm, hoài sơn vài lát. Tất cả các vị trên các bạn cho vào con gà để tần cho phụ nữ mới sinh mới ít sữa ăn các bạn nhé. Ngoài ra cây sung, cái lá non còn dùng trong gia vị để ăn ghém các bạn nhé. Ví dụ như ăn lẩu, ăn nước hay là người ta hay có cái lá sung này các bạn ạ. Ăn nem cũng thế, gói cái lá sung này vào ăn cho đỡ đi ngoài. Cây sung làm cây thuốc chữa bệnh khớp nhé, nhưng tốt nhất là cái tầm gửi của nó. Nếu bạn thấy ở nơi nào cây sung mà có tầm gửi, bạn lấy cái tầm gửi cây sung về phơi khô đun uống các bạn nhé, để làm thuốc khớp. Còn nếu mà phối hợp ấy, thì tôi giới thiệu các bạn một bài thuốc chữa khớp rất là tốt từ cái tầm gửi cây sung này. Tầm gửi cây sung một nắm, phơi khô một nắm, cây trứng quốc hay người ta còn gọi là cây đầu rùa, cả cây cả củ một nắm, cây hoạt huyết đằng một nắm, ngũ gia bì một nắm, dây chìa vôi một nắm, dây đau xương một nắm. Tất cả các vị các bạn làm thành một thang thuốc đun uống cho những người bị bệnh khớp các bạn nhé. Còn ngoài ra cây quả của cây đây các bạn nhìn này, quả của cây sung này các bạn lấy về ngâm rượu các bạn nhé. Đây tôi cho các bạn xem là quả nó đây các bạn ạ. Cuối mùa rồi các bạn nhé, hôm nay là đi tháng 11 âm lịch các bạn nhớ này, hôm nay là tháng 11 âm lịch cho nên là quả nó già, nó rụng hết rồi. Chứ còn cây này rất là nhiều quả các bạn ạ. Mình thường hay ra đây lấy để mình giới thiệu các bạn cái bài thuốc để ngâm rượu cho nam nữ giới và nữ giới yếu sinh lý nhé. Các bạn vật quả sung chín này về trần qua nước nóng, sau đó thì phơi cho nó héo, các bạn ngâm với rượu các bạn nhé, tùy theo mà uống nhiều uống ít mà ngâm nhé. Cứ một cân sung tươi này tương đương với 1 lít rượu các bạn nhé. Ngâm trong vòng 30 ngày đem ra uống, những người rất là tốt các bạn ạ, cải thiện được sinh lý của nam và nữ các bạn ạ. Đây là hôm nay mình giới thiệu các bạn bài thuốc từ cây sung. Cây sung này rất là quý mà chữa được nhiều bệnh các bạn nhé. Đây, bạn nhìn cây to thế này không? Cây rất là to. Đấy. To lắm. Ngoài những vị thuốc đó ra, tôi còn giới thiệu thêm các bạn một bài thuốc từ cái nhựa cây sung này nhé. Bạn bị mụn nhọt lâu ngày không vỡ nhé, các bạn nhớ này, bạn bị mụn nhọt lâu ngày không vỡ, bạn bập lấy nhựa cây sung này nhé. Bạn bập lấy nhựa cây sung này về trộn với nó một ít mật
phết lên giấy bản, đắp vào những nơi mụn nhọt nhé các bạn nhé, đắp lên những nơi mụn nhọt xương tấy các bạn ạ. Đây thì sẽ mụn mà chưa vỡ thì sẽ tan, mà mụn đã vỡ rồi sẽ hút được ngòi ra các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.